Một số thành viên phái đoàn Ukraine ở Sochi ra về vì những biến động trong nước, tin từ Rosakuta Russia. Hai thành viên của đội Olympic Ukraine quyết định rút lui và không tham dự Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 để biểu thị cho sự ủng hộ người biểu tình ở quê nhà sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Lực sĩ trực tiếp Bogdana Mazurska và huấn luyện viên cũng là thân phụ của cô là Oleg Mazurski cho biết họ rút lui khỏi Thế vận hội mùa đông Sochi được tổ chức tại Nga để phản đối Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và chính phủ của ông ta. Cuộc chiến ở Ukraine khiến cho ít nhất 50 người đã bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc biểu tình chống chính phủ và đụng độ với lực lượng an ninh. Các viên chức của phái đoàn thể thao Ukraine và một số lực sĩ thực hiện một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các nạn nhân. Những dải băng màu đen được thêm vào quốc kỳ của Ukraine treo trên các ban công trong khu vực dành riêng cho Ukraine tại ngôi làng thể thao. Phát ngôn viên của Ủy ban Thế vận hội cho biết là việc rút tên chỉ là vấn đề riêng của phái đoàn Ukraine. Và cho tới nay thì phái đoàn thể thao Ukraine chỉ mới đoạt được một huy chương đồng.